Đây đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi Audio Nguyên Tổ Quốc. Hôm nay là ngày 26 tháng 2, em tiếp tục cẩn thận giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của hãng Soli. Model của nó là CDP-XE570. Đây là XE570, còn dòng đời cổ hơn là dòng CDP-570 nhé. Chiếc đầu này thì được sản xuất năm 2004, trong khoảng thời gian đấy nó sở hữu cái xe ngang là 43 cm, chiều cao của nó là 9,5 cm và chiều sâu của nó 29 cm, và nó nặng là 3,5 kg. Dòng đời mới trên hệ thiết kế cửa đi ở giữa này, có đồng hồ quát ở giữa, và chiếc đầu này nó có hiển thị cái tên bài hát hoặc tên tên CD nếu như là có tên nhé. Và dòng này thì vừa mất đọc và thông dụng của Sony rồi 23 đấy, là thế, và cung gắn đĩa này thì chúng dùng rất là tốt nhé. Đấy. Chất âm của nó rất là sạch sẽ. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần mặt tiền, thì phần mặt tiền của chiếc đồng này, cái góc bên đây thì nó có chấn chày nhẹ màu đen nhìn không rõ đâu. Đấy, ở đây có những vết xước nhăm nhăm này. Đấy, đấy nè. Còn lại thì khá là đẹp nhé, mà quay chậm để bác quan sát. Phần lắp lưng này thì nó chấm chấm nhẹ thôi, bên này thì cũng vậy này, trên của nó đây, ở trên thì đây có cái vết xước này nhẹ, lắp lưng đây có chày đây, lưng cơ bản đấy. Tiếp đến đây là cái model của nó. Model của nó là CDP-XE570, điện 100V, công suất 9W, và được sản CD của nó là 2200982, được sản xuất tại Malaysia, xuất cho điện Nhật điện 100V. Thì chiếc này trang bị một đường Aux ra và một đường cảm quang ra. Đấy, màu đỏ là bình thường nhé. Và đây là phần nội thất bên sau. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này cũng khá là mới rồi, máy móc thì là nguyên bản nhé. Đây phần mất đọc, nó mất đọc Sony 23. Đấy. Tụ nó là tụ Lichicom 6800 mi và 16V. Đấy, tụ Ella này. Đấy. Đây là phần đáy bên dưới. Phía dưới đáy phía dưới thì hình như cái này nó có một cái vết ố nhẹ dưới đáy phía dưới đây, đây này, đây đấy, nó không hiểu gì nhá. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mặt cặp và cái chức năng hoạt động của chiếc đồ này để các bạn được thưởng thức. Và chiếc đồ này thì em bán với mức giá là 850.000 đồng. 850.000 đồng em bao cái ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Còn bác nào mà đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Và trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra, nếu không phải sản phẩm bên em gửi đi mà nó sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, nóng quá cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi từ 100% cho các bác, và các bác đổi sản phẩm khác tùy tí của mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ tự sửa chữa nếu sản phẩm có bị lỗi mà không tự sửa. Tiền phí thì có thể thanh toán cho bên em. Đầu không kén đĩa, đầu tốt đĩa nòng xanh, là đĩa sao chép, đĩa nòng vàng, đĩa nòng trắng nhé. Đây, em test một cái CD của Trúc My sao chép đây. Thì dòng đầu này khi nhận đĩa thì nó hơi chậm, khi nhận rồi chuyển máy rất là nhanh. Đấy, nó hiện chữ CD Tech này, nếu như có tên thì nó sẽ hiện tên luôn. Các bác đeo tai phone mà em thưởng thức ạ. Nó tụi đã bỏ cái nút bấm chuẩn bài rồi, hoặc nút chuyển bài.
tình héo hắt trên môi, mình quen nhau chi để lỡ làm, trời cao xui chi chuyện phũ phàng, biết nhau để làm khổ cho tốt nhá. Baby.
nay có người thương binh, anh trở về thăm quê quán với một bàn tay còn lại. Quê hương anh mấy ai đeo xa, chiều xưa em à câu hò ngũ hành năm cùng núi xa. Xin phép được dừng video test tại đây. Thì chiếc đồng này bên em bán với mức giá là 850.000 đồng. Em bao với ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đổi tiền, bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Số điện thoại là 0907 23 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau ạ.